Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta được gặp nhau. Hôm nay Luyện chia sẻ cái kinh nghiệm mà khi mà quý vị gặp cái sự cố á, mà nó đóng cấp tụ cho các bạn á, mà nó bóng luôn á, mà nó đóng liên tục như thế này, 4 cấp luôn, mà nó vẫn thiếu. Đó là cái lỗi do mình đeo CT. Thưa quý vị, đeo CT là cái gì? Đó là clip trước á, mình nói là nó đóng đó, là các bạn sẽ thấy là nó sẽ đóng 4 cái cấp tụ như vậy, nó không có đúng. Cho nên hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn nè, cái kinh nghiệm đó là cái mình phải đeo 2 dây. Có nghĩa là cái dây cái thằng này á, là đi về cái dây này nè, là đi về cái tụ bù này quý vị. Quý vị nhìn thấy cái sợi dây này nó về, nó về tụ bù đúng không? Có nghĩa là cái pha này nó đi về tụ bù này. Đó, là đeo luôn cả cái sợi dây này và cộng luôn cả cái sợi dây tải, thì hai cái đeo luôn CCT nó sẽ hiểu được dung và kháng. Còn nếu không á thì nó sẽ không đóng đúng. Thì quý vị có nhìn thấy là nó đang đấu cho mình một cái cấp độ tụ này. Đó, ok chưa? Cái này là các bạn sẽ xem, nếu mà nó mà các bạn đeo cái CT này nha. Các bạn mà đeo cái CT này mà ở pha này nha, ở pha này mà không đúng với thứ tự ở trên cái bản vẽ thì nó không thể so sánh được cái gốc lịch pha giữa dòng và áp. Đó là bạn thấy đeo CT trước mắt là mình sẽ đúng là CT pha T này, các bạn thấy không? Bây giờ CT là pha C, cái 220 cũng là trên pha T luôn, và cái chân cơm trên pha T từ bạn lúp từ đó lúp qua chân cơm. Bây giờ thì bạn thấy là N thằng đó thì nó sẽ hiểu được nó đóng. Đóng ổn rồi, các bạn có thể là thấy là cái thời gian đóng lại một cái cấp tụ đó, mình cài đặt nó là 40 giây, cho nên nó sẽ chưa có đóng lên cấp độ 2 được. Nếu như một quý vị đeo CT á mà nó không đúng á là nó sẽ báo chi xe nha quý vị. Mình sẽ đóng được một cấp, nó sẽ đóng một nửa tải. Thì cái 10k của mình đó, nó tương đương với bao nhiêu? Nó khoảng gọi là 13 mè để cái bù ra đây. Cái vector của tụ bù nó nghịch pha, nó sẽ nghịch với vector của dòng điện các bạn. Rồi, cảm ơn quý vị đã ghé